Hôm trước mình vừa làm chục quả ốp hơn 10 củ mà cu te quá trời dành cho iPhone 11 Pro của mình. Sao lại còn ống óng ánh lấp lánh. Tuy nhiên thì do mà thi thoảng mình cũng cần có một cái phong cách nó phải nghiêm túc để đi cua gái một chút. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn một số mẫu sản phẩm mà đến từ Việt Nam, made in Việt Nam nhá. Mà đứng đắn và cũng như nghiêm túc hơn. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu tên là Ledig. Và ngoài ốp da ra thì nó còn có rất nhiều các cái sản phẩm khác. Như là có ví rồi có cả ốp và bao cho AirPods. Không nói nhiều, các bạn hãy chờ đợi xem là sản phẩm này thì có gì đặc biệt nhá. Điều đầu tiên thì các bạn thì yên tâm là khác video trước là các cái ốp của mình là phải mua từ nước ngoài. Thì các sản phẩm của Lenix thì các bạn có thể mua ngay tại Việt Nam nên nó rất là dễ dàng. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái ốp da dành cho cái iPhone 11 Pro của mình. Ốp lưng mà làm từ da có màu nâu hơi trầm ở trong lịch lãm, nó phù hợp với cái áo mình đang mặc, tăng thêm phần trăm cool ngầu. Ok, các bạn sẽ gọi mình là trông già thế các kiểu, nhưng các bạn hiểu rồi. Thì thoảng thì mình đi làm với một số đối tác mà kiểu là họ mà đi tiền tỷ rồi xe Rolls Royce thì mình bắt buộc phải là dùng sự ốp lưng kiểu như thế này. Và đây thì Lenix họ đây gọi là màu đỏ rượu. Nó không phải là cái màu quá tươi tắn đâu mà nó cho chúng ta một cái tông rất là trầm. Và các bạn thấy là cái viền xung quanh của nó cũng sẽ là cái màu đen. Ngoài ra thì chúng ta thấy là còn có cả màu là vàng da bò hay là màu cam khá là trendy gần đây cho anh em lựa chọn. Mặt da nó sướng khi chúng ta sờ vào, cực kỳ là mịn, cầm không trơn tay và toàn bộ da sẽ là da thật. Và theo mình tìm hiểu trên website thì họ ghi là da được nhập khẩu từ Ấn Độ, này, Bangladesh với từ các nước của Ý. Các nước có cái kinh ngạch hàng đầu về cái độ lớn và cũng như độ uy tín và chất lượng của da. Anh em có thể cho cái tên mình ở đây, mình để là Vinh Đẹp Trai. Sao mà chán mà không muốn sử dụng nữa thì mình có để lại cho Tú, thì Tú cũng sẽ xem đấy là bộ mặt đẹp trai mà một người anh mà mình ngưỡng mộ và mình sẽ cố gắng phấn đấu có được làn da đẹp như mình. Phần da sẽ được dán lên miếng ốp nhựa chứ không phải là phủ hoàn toàn. Điều này giúp cho cái việc là các bạn thấy là cái phần tay cầm da sẽ không bị tác động bởi da và nó sẽ ít bị sờn và giảm đi cái chất lượng sau thời gian. Còn cái mặt lưng da phía sau thì cho cái cảm giác nó sang trọng hơn, không có nhiều chi tiết thừa. Điều mình chưa thích là cái phần quét cổng sạc và loa bên dưới thì nó làm hơi sắc cạnh một chút. Thêm phần nữa là bên trong thì nó không có cái lót cái gì, cái mà lót bằng da hay là nhung thì sẽ xịn hơn. Nhưng mà cái này cũng không làm các bạn trầy xước được nha. Ok, đó là phần ốp lưng dành cho điện thoại. Còn mình muốn giới thiệu các bạn một cái nữa, đó là bao da dành cho AirPods, rất là cute đây. Cái này làm bằng full da luôn nhé, không thêm pha được nhựa hay gì. Và nó chọn đỏ rượu, tông sụp tông với lại cái ốp lưng của mình đang có ở đây. Cái khả năng phối màu của nó thì khá là đẹp. Mặt ngoài thì sẽ là màu đỏ, còn bên trong của nó thì sẽ chính là màu vàng bò, giống như các bạn thấy là màu da bò hay thấy ấy. Và da bên trong cũng được làm rất là mịn, nên mà các bạn có thể nhét cái chiếc AirPods này vào thoải mái, không sợ bị trầy xước hay như thế nào. Các viền xung quanh được sơn tỉ mỉ và cực kỳ là cẩn thận như các bạn thì nhìn thấy đây. Mặt sau thì sẽ có thêm móc khóa để các bạn thể móc trực tiếp vào quần này, để các bạn thể móc thêm các cái chùm chìa khóa xe vân vân vân. Anh em có móc khóa tắc ra đằng sau. Và với một thằng thường xuyên mà quên chìa khóa, có những hôm mình kiểu mình ở văn phòng mình ra cái bàn này nói chuyện với thằng kia, mình để chìa khóa đấy mình đi về xong mình lại phải gọi đứa nào cầm chìa khóa xuống cho mình. Và các bạn cũng có thể khắc được những cái thông tin như ở đây, mình có thể khắc tên của mình này, hoặc là các bạn có thể khắc như là số điện thoại vân 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 vân. Nếu không thì sẽ có rất nhiều trường hợp là người ta vô tình cầm nhầm. Vâng, cơ chế hít bằng 500, bởi vậy nên các bạn thấy là mở ra thì nó sẽ rất là tuyệt vời và cực kỳ là chắc chắn khi chúng ta phải đóng lại. Nhưng mà có một điểm mình chưa thích, đó là do dính cái móc treo phía sau nên khi nào mở nắp ra thì nó chưa được sướng lắm. Mình muốn mở hết ra thì không mở được mà nó chỉ đến như thế này thôi. Đó. Nhưng mà không sao cả, đấy là do cái thói quen của mỗi người. Rồi, đấy là những cái món đồ công nghệ. Da thì phải chơi đủ bộ, đã săn thì phải là bò nguyên con hoặc ít nhất là hai voi, chứ còn nếu không thì săn bầy hươu còn thua lắm. Thì mình giới thiệu các bạn đây là một, ôi chết, đây là chiếc ví của mình. Ví kẹp tiền, và cũng lại là Vinh Đẹp Trai thì các bạn biết rồi, đôi khi sự thật thì chúng ta cần phải cho mọi người biết chứ không thể che giấu nó quá lâu. Ví này mình chọn đó là màu nâu Nappa, nó khá hay và cực kỳ tiện. Cá nhân mình hay đứng ngoài thì mình sẽ cần cái kẹp tiền như này. Đó, khi mở cái ví ra thì các bạn thấy là nó có rất nhiều sự lựa chọn như là da cá sấu, da đà điểu vân vân vân. Thì các bạn thì biết thêm về thế giới động vật, các bạn comment nhé, chứ ngày xưa mình hay xem, bây giờ mình không còn xem nữa rồi. Cái mẫu ví da này tích hợp cả một công nghệ là chắn sóng RFID. Nó sẽ nằm tất cả ở mặt bên trong, bảo vệ tránh cái việc là có kẻ khác ăn cắp thông tin tín dụng. Nên các bạn cần thông tin có thể search trên Google, hoặc mình sẽ để link mô tả bên dưới mọi người tham khảo thêm. Đây các bạn thấy là chúng ta có thể để được bên ngoài như là những cái thẻ như là thẻ Visa rồi các thứ linh tinh này, chúng ta có thể sử dụng một cách tiện lợi ở ngăn bên ngoài. Bên trong thì nó sẽ có một cái kẹp tiền, cái loại ví này mình nghĩ không có gì lạ với các bạn nữa. Cái này thì có thể kẹp tiền vào giữ cho cái nếp
đó, không bị gập vào quá nhiều hay là bị quan tiền. Rồi, rồi cũng như là các visit các bạn có thể để luôn ở đây. Anh em nào có mấy cái thẻ ngành ở Trần Duy Hưng có thể sử dụng, hay là các bạn có thể sinh viên đem ra Trần Duy Hưng có giảm giá nhân ngày 20 tháng 11 hay là sắp tới là có khi Tết thiếu nhi các bạn còn được miễn phí chăng? Kẹp ở đây thì rất là thoải mái và chắc chắn các bạn thấy là chỉ cần lắc mạnh ra thì nó cũng không sợ là rơi tiền của chúng ta. Rất là ngon lành đúng không? Và cái kích thước của chiếc ví này cũng rất là mỏng, thế là cái việc mà các bạn có cho vào túi quần hay các bạn cho vào túi sau nó cũng dễ chịu. Ngày xưa tối đó mình có một cái ví nhưng đấy là của người yêu tặng, sau đó mình làm mất và từ đó mình không sử dụng nữa bởi vì mình không thích dùng ví, bởi vì nó quá cộn, ngồi nó hay bị cong mông lắm, mà đít của mình nó đã mỏng thì chớ. Đó, và trên đây mình đã chia sẻ anh em những cái sản phẩm lịch lãm sang trọng, cũng đôi khi có những lựa chọn nó bụi bụi một chút dành cho anh em với mỗi phong cách khác nhau. Có thể truy cập ngay link bên dưới xem từ ốp lưng iPhone và ra AirPods hay rất nhiều sản phẩm khác tại website của Levnik với các chương trình giảm giá khuyến mại. Còn bây giờ thì xin chào anh em, và không biết các bạn thích cái sản phẩm nào nhất hãy comment cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Đấy, bây giờ các bạn ấy, đôi khi đi hát là chúng ta cần phải dùng mấy cái sản phẩm này. Các em trông cho mình chững chạc tí chứ không bỏ mấy thằng trẻ trâu vào đây mà. Như kia nên cầm được tay được có dây được đến đâu đâu.